tiếng trống hội vang lên, tiếng sáo bắt nhịp, tiết mục múa lân được bắt đầu. Với ý nghĩa mang lại sự thịnh vượng, múa lân là tiết mục không thể thiếu trong những ngày hội đầu năm. Thế nhưng ở Tết Phố 2020, lần đầu tiên người dân được thưởng thức múa lân đầu nghê, một linh vật thuần Việt. Với những người lần đầu tiên chứng kiến, không khỏi lạ mắt và có những cảm xúc rất riêng. Bác là người dân gốc của phố Hàng Bạc, gia đình bác sống ở đây 200 năm. Bây giờ bác năm nay 82 tuổi, bây giờ bác cũng nhìn thấy cái đầu lân này rất đẹp và rất dân tộc. Và bác thấy các cái đầu lân múa ở cái khác thì nó hình như nó lai của nước ngoài, cho nên chúng ta cần phát huy những cái như thế này. Nghê, linh vật thuần Việt và có ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, từng có một quá khứ lừng lẫy. Nó có mặt trong nhà, từ dân dã đến trường giả, cung điện, đình đền, chùa, lăng miếu với nhiều loại chất liệu khác nhau, từ đồng, gỗ, đá đến gốm tráng men. Thế nhưng trong thời hiện đại, linh vật này dường như đã bị lãng quên. Với lòng tự hào, tự tôn văn hóa dân tộc, tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế đã kỳ công phục dựng lại để đưa người dân về những bản sắc xưa. Cạnh tôi lúc này là nghệ nhân Trần Hậu Yên Thế, người sẽ cùng chia sẻ với chúng ta rất nhiều những câu chuyện liên quan đến nghệ thuật múa lân đầu nghê. Xin chào anh và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúc mừng năm mới anh. Liên quan đến nghệ thuật múa lân đầu nghê và những hình tượng mà chúng ta đã thấy trong những phút vừa qua thì rất nhiều người có cái tò mò, đó là cái sự khác biệt, so sánh một chút giữa lân đầu nghê và lân sư tử, thì anh có thể chia sẻ xem là nó khác gì so với lân sư tử. Vâng, tôi rất là hân hạnh để có được cái buổi giới thiệu cho công chúng và cái buổi ra mắt hôm nay rất thành công. Thì sau một thời gian chúng tôi nghiên cứu về tạo hình, nghiên cứu về vũ đạo, chúng tôi đặc biệt là khác là về cái tạo hình này, nó đầu sư tử nghê có một cái chữ vương rất là đặc biệt. Đó là một cái biểu tượng của vương giả, biểu tượng của một cái linh vật thiêng ở trong Phật giáo thời Lý. Và trong không khí rất tuyệt vời của năm mới đang đến rất là gần rồi, thì anh có điều gì muốn chia sẻ, một lời chúc với các khán giả đang theo dõi chương trình được không ạ? Là một cái người yêu mến linh vật nghê, đặc biệt là linh vật nghê, thì tôi thấy có một phẩm cách mà chúng ta có thể học được từ trong truyền thống qua cái biểu tượng này. Đấy là nhiệt tình, tận tâm và tận tụy. Khi nhìn thấy nghê là niềm sự may mắn, là sự hanh thông trong một năm mới. Và đó cũng là lời chúc của những nghệ nhân như anh Trần Hữu Yên Thế gửi tới tất cả chúng ta trong dịp đầu năm. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe. Và hy vọng là với kế hoạch của đoàn chúng ta trong suốt năm 2020 thì không chỉ là Hà Nội và tất cả các địa danh khác của thủ đô cũng sẽ được tận hưởng và chiêm ngưỡng cái ngôn nghệ thuật cực kỳ độc đáo và nó là nghê của Việt Nam như thế này. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình trong hôm nay để cùng với quý vị trải nghiệm những điều tuyệt vời với Tết Hà Thành. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi mà chúng ta đã theo dõi, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một hình ảnh trong một thước phim xưa về Việt Nam ngày xưa, cách đây vài trăm năm đúng không ạ? Thế nhưng đây là hiện tại, năm 2020 đang đến rất gần rồi và đó là hình ảnh của Tết Phố 2020. Và như quý vị thấy thì những người đàn ông, những chàng trai của nhóm Đình Làng Việt đã khoác lên mình những bộ áo dài ngũ thân đặc trưng của đàn ông cách đây vài trăm năm. Và hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những câu chuyện xung quanh bộ áo dài ngũ thân như thế nào các bạn nhé. Áo dài nam, bộ trang phục mang thân phận ba chìm bảy nổi nhất trong số những bộ trang phục của người Việt. Cho tới giờ, vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định chính xác
áo dài nam của người Việt xuất hiện lần đầu vào thời điểm nào trong lịch sử. Theo những hiện vật còn tìm được, chỉ là quần áo tùy táng của hàng quan lại, quý tộc từ thời nhà Lê, tức là khoảng thế kỷ 15-16 trở đi. Nhưng có một điều chắc chắn đó là từ đầu thế kỷ 20, áo dài nam trở nên phổ biến và được coi như thường phục của người đàn ông Việt. Những ký ức về bộ trang phục ấy vẫn như còn nguyên vẹn trong tiềm thức của ông Lưu Ngọc Đức, người đã giữ gìn ngôi nhà cổ trải qua 6 đời trên con phố Hàng Hành, Hà Nội. Áo dài truyền thống của chúng tôi là thường nhật, các cụ đi ra đường, các cụ vẫn mặc áo dài. Đã áo dài thì lại phải quần trắng, thế quần trắng thì lại phải đi giày trí long, đấy, hoặc là giày gia định, vâng, và lại phải có khăn xếp. Mà thực tế là tôi chứng kiến các cụ chúng tôi ngày xưa nghèo cũng không có, mà có được cái khăn xếp này có khi là chuột nó gặm, rán nó nhấm. Thế nhưng mà các cụ lại phải tu sửa lại để đến ngày Tết có cái để mà dùng. Áo dài nam truyền thống phải là áo ngũ thân, tức áo có năm tà, cổ áo đứng. Áo có năm thân là số tượng trưng cho trời đất hoặc tứ thân phụ mẫu và bản thân người đàn ông. Năm nút áo tượng trưng cho ngũ thường của Nho giáo: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Cái chất của áo dài nam truyền thống chính là ở sự khiêm nhường, nghiêm cẩn và nam tính. Đi kèm với bộ trang phục này luôn có một chiếc khăn quấn, chứ không phải một chiếc khăn đóng sẵn. Bởi chính thao tác quấn khăn thể hiện sự chỉn chu của đàn ông Việt. Ngày xưa thì đàn ông Việt để tóc búi, cho nên cái chức năng của cái khăn là làm gọn cái đầu lên cái tụ búi tóc như này. Đặc biệt là nó là cái điểm nhấn, mà khăn đã là dùng khăn thì là khăn luôn luôn màu đen hoặc màu đậm. Khăn khi cuốn khăn thì luôn luôn phải trán phải cao. Mặc áo dài nam ngũ thân truyền thống kèm với chiếc quần màu trắng bên trong mà đi với đôi giày tây đen bóng láng, tạo ra sự phối màu trắng đen tương phản, khiến cho người đàn ông thêm phần lịch lãm, đường bệ, tôn dáng khi bước ra đường hay đến những nơi sang trọng. Với những chàng thanh niên của thế kỷ 21, áo dài nam ngũ thân cũng có một sức hút lạ thường. Được mặc bộ áo dài nam truyền thống của người Việt, mình thấy rất là vui. Vì thứ nhất là về mặt thời trang thoải mái thì bộ này mặc rất là thoải mái. Nó không như là nhiều người nghĩ là không hợp với các hoạt động này hoạt động kia, mà để như là đi giao lưu, đi uống trà hoặc các tiệc, miễn là hoạt động mà các bộ vest là truyền thống của châu Âu mặc được thì áo dài nam cũng có thể dùng được. Và một cái điều nữa là khi mà đối diện với cả những người bạn quốc tế, vì mình hay có cơ hội giao tiếp với môi trường quốc tế, mình cần phải có một truyền thống mà mình có thể nêu ra được để họ biết truyền thống của mình là gì. Trong ngày Tết Phố 2020, câu lạc bộ Đình Làng Việt đã mặc áo dài nam truyền thống diễu hành qua các tuyến phố chính của Hà Nội. Không chỉ khiến ngày Tết cổ truyền càng thêm đậm chất Việt, những bộ trang phục áo dài nam ngũ thân còn trở thành điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Và thưa quý vị có thể nhìn thấy là tôi cũng đang rất là vinh dự, tự hào và rất vui khi được mặc lên mình một bộ áo dài ngũ thân truyền thống của Việt Nam. Và xin giới thiệu với quý vị đứng cạnh tôi đây là hai người rất đặc biệt, có những vai trò quan trọng trong việc quảng bá cũng như là tìm lại những cách thức để may, để tạo ra những bộ áo dài ngũ thân truyền thống. Xin giới thiệu anh Đức Bình và anh Hồng Cường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong quá trình để có thể phục dựng lại và làm ra được những bộ áo dài ngũ thân truyền thống thì là một quá trình rất là gian nan, rất là khó khăn và có rất nhiều câu chuyện xung quanh đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về ý nghĩa của bộ áo dài ngũ thân ạ. Dạ vâng, hiện nay là chúng ta đang mặc trên mình là bộ quần áo dài có tên gọi là bộ quần áo dài năm thân và tay chẽm, để chúng ta biết được ra rằng là trong cái lịch sử phát triển của tà áo dài truyền thống này thì cũng đã có những bộ quần áo dài khác nữa, như là bộ quần áo dài tất hay là bộ giao lĩnh, nhưng cũng đều là bộ quần áo dài của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà vì bây giờ đã được cải tiến trở thành áo chẽn tay như này và có mang trên mình của mình là năm thân, nên được gọi là tà áo dài
năm thân. Vâng, có một cái vấn đề nữa mà nhiều người vẫn đang thắc mắc, đó chính là áo dài truyền thống rồi áo dài năm thân thì cũng đã có một khoảng thời gian rất là khó khăn trong quá khứ, bị lãng quên khá nhiều và cũng có ít người mặc thì cũng ít người may hơn. Vậy không biết là trong quá trình phục dựng cũng như là tìm lại cái phương pháp may của áo dài năm thân thì nhóm Đình Làng Việt và các anh cũng đã có những cách nào để có thể làm ra được những bộ áo dài thế này ạ? Chúng tôi đã tìm một cái cuộc truy tầm. Trước tiên là truy tầm trong lịch sử, trong sử sách, và sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu có một quá trình đi tìm kiếm các nghệ nhân xem ai là cái người mà có cái khả năng may được cái bộ quần áo năm thân như thế này. Và cũng rất là may mắn thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc được với một nghệ nhân ở làng Trạch Xá là anh Đỗ Minh Tám. Hiện nay cũng đang là một cái nghệ nhân mà đã may được tới hàng vài trăm bộ cho nhóm Đình Làng Việt của chúng tôi, cho nên bây giờ khá là thuần thục. Xin được hỏi thêm hai anh về chi tiết của cái bộ áo dài mà chúng ta cũng như là em đang được mặc trên người như thế này, thì những cái sự gọi là chuẩn mực của áo dài dành cho đàn ông thời Việt ngày xưa được thể hiện như thế nào qua bộ áo dài này ạ? Khi mà chúng tôi phát hiện ra cái tà áo dài này nó có đặc điểm, tôi nói rằng là đấy là những tinh hoa của các cụ đã để lại cho chúng ta. Vâng. Và cái tinh hoa đấy nó thể hiện trên các cái đường nét em đang mặc. Vâng. Thì là áo vai phải xuôi bọc xuôi và may liền, đấy là cái đặc điểm do là kết cấu của kỹ thuật của áo, nhưng cái đặc điểm kỹ thuật này nó tạo ra một tinh thần chất Việt, một cái bản sắc văn hóa của người đàn ông Việt ở chỗ là khiêm nhường, khiêm tốn. Một điều nữa là khi các mặc là phải mặc cái áo có áo trắng bên trong. Áo trắng này nó thể hiện tinh tế là ngoài công năng để áo làm lót, và đặc biệt là khi mà các cái đường nét như thế này ấy, nó phải có cái độ lượn và cái độ tà áo ở dưới như thế này. Vâng. Thì nó phải có một hình cánh cung này ấy, thì thực tế nó sẽ khắc phục những nhược điểm, ví dụ như là bụng mà anh quá lớn, bụng bia đấy. Vâng. Bụng bia đấy, thì khi mặc nó không bị hớt áo. Vâng. Và đặc biệt là cái tay chẽn như này thì làm cho cái thao tác của cái người làm ấy là rất gọn gàng. Và thứ hai nữa là khi mà xuôi tay như này thì cái áo nó sẽ không bị hớt được. Có một điều nữa cũng xin chia sẻ với quý vị và muốn nhờ hai anh chia sẻ thêm, đó là cái kỹ thuật may của áo dài năm thân thực sự là rất tinh xảo, đặc biệt trong việc khâu tay. Và có một cái câu người ta hay nói với nhau, đó là trong thì dán hồ, ngoài thì là phô trứng giận. Đây là một cái điều mà nhiều người rất là tò mò. Xin hai anh chia sẻ về cái câu nói này ạ. Và một trong những cái kỹ thuật của đường Tà và người làng Trạch Xá vẫn thường chia sẻ với nhau là trong là dán hồ, ngoài phô trứng rận. Trong dán hồ tức là chúng ta đang nhìn thấy cái việc khi người ta dán hồ và người ta không nhìn thấy bất kỳ một đường kim mũi chỉ nào ở đằng phía đằng trong này. Không nhìn bằng mắt thường cũng thể không thấy được. Nhưng bên ngoài thì chúng ta nhìn thấy phô ra cái con rận, đường kim rất là đều và như con rận nó đẻ cái trứng ở bên trên cái tà của cái áo này. Và đây chính là đường tà kép. Nó là cái sự tinh tế và không phải ai cũng nhận ra được. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị trong một cảm giác rất tuyệt vời, một bộ quần áo thực sự đẹp mà nó trang nghiêm như thế này. Thì cũng chỉ xin quý vị là ngày Tết chúng ta hãy lưu giữ lại những gì là truyền thống, là cổ truyền, là quý giá nhất của dân tộc, là hồn cốt của dân tộc. Và cũng như anh Bình, anh Cường và anh Tám hôm nay không có mặt tại đây cũng muốn chia sẻ với quý vị và các nghệ nhân của nhóm Đình Làng Việt, đó là ngày Tết quý vị nếu có thể thì hãy mặc áo dài của Việt Nam, dùng những gì là cổ truyền, là tinh hoa nhất của người Việt chúng ta để có được một cái Tết thật sự trọn vẹn. Và xin cảm ơn hai anh đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện với quý khán giả của chương trình hôm nay, và chúng tôi sẽ còn có nhiều câu chuyện thú vị hơn để gửi quý vị trong những phút sắp tới. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Vâng, nhắc đến ông đồ và nhắc đến những ngày Tết đến xuân về thì mọi người sẽ nhớ đến việc là đi xin chữ đầu năm. Và hình ảnh ông đồ bây giờ cũng đã in sâu vào tâm trức thức của mỗi người dân Việt Nam. Bây giờ thì cũng đã khác ngày xưa rồi. Ông đồ, hình ảnh ông đồ cũng đã không buồn như trong thơ của Vũ Đình Liên nữa, mà bây giờ đã trở thành một truyền thống được giới trẻ phát huy và bảo tồn. Chính vì thế nên ngày hôm nay tôi ngồi đây để cùng tìm hiểu về phong tục truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, và cũng để xin một chữ đầu năm của ông đồ, với mong muốn là mong mình có một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn. Và con chào ông ạ.
Vâng, thưa ông, ngày xưa ấy, trong tâm thức của những cái người Việt Nam ấy, thì hình ảnh ông Đồ luôn là những cái hình ảnh mà những cái cụ nhiều tuổi một chút, uyên thâm, có nhiều kiến thức. Và bây giờ ấy, thì tại những cái phố ông Đồ mọi người cũng đã tái hiện lại. Tuy nhiên thì những cái người cho chữ bây giờ thì cũng đã là những cái bạn trẻ. Có những cái bạn trẻ thì theo cụ rằng là họ có tiếp nối được những cái truyền thống của cha ông hay không, và những cái hình ảnh đấy nó có vẫn có giữ được những cái hình ảnh đẹp của ông Đồ trong cái tâm thức của bao nhiêu người Việt Nam hay không ạ? Người già như tôi nếu mà ở trên vườn văn ở Quốc Tử Giám bây giờ không còn nhiều, chỉ 2-3 cụ, mà những cái cụ ấy thì gọi là già nhưng mà cũng thực tế cũng chưa phải là già. Còn những các cái bạn trẻ thì tôi cũng rất là ca ngợi cái bạn mà bây giờ là quyền chủ nhiệm câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam, đó là Trần Quốc Chí. Bạn ấy viết chữ đẹp và cũng phục vụ được rất nhiều người. Thêm vào đấy thì lại có một bạn trẻ nữa như bạn Lê Quốc Việt, thì là một trong những người tôi cho rằng là viết nhiều và viết đẹp nhất ở văn miếu hiện nay. Bây giờ thì các thế hệ trẻ thì cũng đã bắt đầu tiếp nối những truyền thống của ông cha trong cái tục là viết thư pháp, đúng không ạ? Thưa ông, con nghĩ rằng là những cái người viết thư pháp ạ, ngoài cái việc mà cho mọi người chữ ra thì trong những cái nét chữ của họ cũng thể hiện tình cảm, như trí thức và những kinh nghiệm sống của cái người viết thư pháp đó, thì không biết là có đúng hay không? Đúng là như vậy, là bởi vì tâm tư tình cảm của mỗi người có một cái nguyện vọng khác nhau, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Như những người quyền quý cao sang thì ngay người ta hay chọn vinh hoa phú quý, còn những người nhân dân lao động thì ngay người ta hay chọn an khang thịnh vượng. Đó là những cái điều mà người ta mong muốn trong cuộc sống. Vâng. Vậy thì trong những ngày đầu năm mới thì mọi người thường sẽ hay xin những chữ như thế nào ạ? Nếu như là thanh thiếu niên thì thường hay xin chữ đỗ đạt học hành. Nhưng mà theo tôi thì chữ đỗ đạt học hành này không có trong chữ đấy, mà trước đây các cụ thường lại cho chữ đăng khoa hay là giáp bảng. Chứ bây giờ thì cứ tưởng rằng là đỗ đạt thì cả có cái chữ đấy, nhưng mà trước đây không có chữ đỗ đạt. Đấy là đối với những bạn trẻ, còn với những cái người mà trung niên hay những cái người lớn tuổi hơn thì sao ạ? Thường hay đi tìm ở Ngũ Phúc, Ngũ Luân, Ngũ Thường, mà các cụ cho là Ngũ Phúc Thọ Vi Tiên, thì chữ thọ ở trong cái năm chữ ấy thì đứng ở đầu. Như còn thì Ngũ Luân, Ngũ Thường để nói về vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, con cháu. Thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì những cái điều ấy là những cái điều mà ai cũng có thể dùng được, tùy từng hoàn cảnh của mình mà xin chữ. Vâng ạ, vậy thì trong ngày đầu năm mới thì con cũng muốn xin ông Đồ một chữ, đó là chữ lộc, không chỉ cho riêng bản thân con mà cho quý vị khán giả. Là trong một năm mới thì chúng ta sẽ có nhiều lộc, không phải là lộc về tài sản mà lộc về niềm vui, về tinh thần, về con cái, tất cả mọi thứ sẽ đến với mình thật là gặp nhiều may mắn, gặp nhiều an khang thịnh vượng, cũng như là thóc lúa đầy bồ đối với bà con nông dân, có được không ạ? Được ạ, tôi sẽ tặng là chữ lộc. Vâng, vậy là hôm nay thì tôi đã xin được một chữ lộc, không chỉ cho riêng bản thân tôi mà cho toàn thể khán giả của VTC16. Tục xin chữ đầu năm không chỉ là một phong tục rất tốt đẹp của người dân Việt Nam, mà còn thể hiện tâm tư, nguyện vọng, ước muốn của mỗi người xin chữ vào dịp đầu năm mới. Những màu sắc như màu đen của mực, màu đỏ của giấy cũng thể hiện sự may mắn trong năm mới, cũng thể hiện niềm ao ước có một năm mưa thuận gió hòa, gặp nhiều may mắn của mỗi người.
Vâng, và xin cảm ơn ông hôm nay đã cho con chữ lộc rất đẹp. Và con cũng muốn chúc ông trong dịp đầu năm mới thì ông trước hết là sẽ có nhiều sức khỏe thật dồi dào, để mỗi năm ông sẽ lại ngồi đây, sẽ lại viết chữ, truyền cảm hứng cũng như là chia sẻ những cái phong tục rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Có lẽ ngày Tết sẽ là những ngày vui nhất của những ông đồ như cụ Sơn, bởi ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm đến nét đẹp truyền thống xưa của cha ông. Dù công việc có bận rộn hơn bởi mọi người đến xin chữ, nhưng đây là việc mà cả người xin chữ và người cho chữ đều hết sức trân trọng và nâng niu. Tôi cảm thấy là mình làm cho mình nhớ lại những cái quãng thời gian ngày xưa. Tuổi thơ khi mình lớn lên, ở làng cũng có những ông đồ cho chữ vào đầu năm. Đấy. Thì hôm nay xem lại những cái bức thư pháp như thế này thì trong lòng rất là bồi hồi xúc động và nhớ lại. Những cái nét chữ rất là rắn giỏi và nó vừa chắc nhưng mà nó lại rất là phóng khoáng. Xuân đã gõ cửa phố phường, Tết đang về qua những con ngõ. Ngày càng có nhiều người rủ nhau đi xin chữ, cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Xin chữ vẫn là nét văn hóa từ ngàn đời, nhắc nhở mỗi người về lẽ sống, tốt đời, đẹp đạo, không chỉ trong ngày Tết mà trong suốt cuộc đời. Thưa quý vị, tôi và chị Tú Anh tạm chia tay nhau vì chị Tú Anh còn nán lại gian hàng nơi viết chữ thư pháp. Và tôi thì muốn mời quý vị đến một không gian cũng rất đặc biệt tại nơi đây, đó chính là nơi mà có những bức tranh dân gian kim hoàn. Muốn giới thiệu tới quý vị một người bạn mà tôi mới quen trong những ngày vừa qua. Hẳn quý vị còn nhớ tôi đã có những câu chuyện trò chuyện với anh ấy đúng không nào? Và hôm nay thì tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về dòng tranh dân gian rất đặc biệt mang tên Kim Hoàn. Những cái thăng trầm, những câu chuyện đằng sau sự ra đời và sự phục chế, phục dựng lại cái dòng tranh này nó đặc biệt và nhiều cảm xúc ra sao. Và đặc biệt hơn với những câu chuyện của những nghệ nhân mang tranh, những bức tranh được sáng tác, được làm ra từ nơi làng quê nên lên phố thị để có thể gửi tới tất cả người dân là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chào quý vị, tôi là Xuân Tú đây. Và chắc hẳn là trong những ngày cuối năm Kỷ Hợi, đầu năm Canh Tí thì ai cũng vất vả tất bật, đặc biệt là chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy đúng không nào? Có rất nhiều việc mà chúng ta phải làm, ví dụ như là trang trí nhà cửa này, mua sắm đồ đạc này, chuẩn bị cho bàn thờ cúng gia tiên. Và ngoài ra còn có một công đoạn nữa mà những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là những người yêu tranh dân gian vô cùng quan tâm, đó chính là chọn cho mình một đôi tranh để có thể chơi Tết. Và hôm nay tôi đang có mặt tại xã Vân Canh của Hoài Đức, Hà Nội, làng Kim Hoàng để cùng mời quý vị tìm hiểu về những câu chuyện về dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Và biết đâu chúng ta sẽ có thể mua được một cặp tranh ưng ý để chơi Tết thì sao? Cụ thể thế nào? Hãy cùng theo chân tôi nhé. Đi! Tranh Kim Hoàng, một dòng tranh dân gian đã thất truyền cách đây 70 năm. Nơi sinh ra tranh dân gian Kim Hoàng là làng Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Tranh Kim Hoàng, hay còn gọi là tranh đỏ, chỉ được in trên nền giấy đỏ, in bằng ván khắc, sau đó lại dùng bút để vẽ, điểm tô theo sự phóng khoáng của từng người vẽ. Những người thực hiện dự án phát triển bảo tồn tranh Kim Hoàng đã lựa chọn đám cưới chuột để vẽ trong Tết Canh Tí 2020 với ý nghĩa đặc biệt. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một không gian thực sự rất tuyệt vời trong những ngày cuối năm như thế này. Và nói đến nghệ thuật dân gian thì chúng ta đều biết nó có cái vai trò quan trọng thế nào trong tín ngưỡng, trong văn hóa, trong thói quen của người Việt Nam chúng ta. Và tranh dân gian cũng vậy, là một thứ mà rất nhiều người chơi tranh họ kiếm tìm. Tôi cũng thế, hy vọng hôm nay sẽ có nhiều kiến thức, nhiều thông tin và mua được một đôi tranh thật đẹp để chơi Tết Canh Tí 2020. Và tôi đang được ngồi cùng với chị Thu Hòa, là một người có công rất lớn trong việc phục dựng cũng như là duy trì bảo tồn dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Hãy cùng trò chuyện với chị Hòa để xem là những câu chuyện xung quanh tranh Kim Hoàng có điều gì thú vị các bạn nhé. Năm nay là năm con chuột. Có nhiều người thì cũng sẽ có hơi là suy nghĩ là không đẹp lắm về con chuột, nhưng mà rõ ràng con chuột đứng đầu 12 con giáp, nó thông minh, nó nhanh nhẹn, nó có những cái điểm mà các con giáp khác không có.
Và vậy thì năm nay tranh Kim Hoàng, như em biết là thường mình tranh nghê là nổi tiếng về tranh gà, tranh lợn. Vậy thì cụ thể là năm nay, năm Canh Tí mình sẽ có những cái sự thay đổi, chị bật mí một chút để mọi người biết là tranh sẽ có cái gì mới để... Cũng như là về văn hóa truyền thống của Việt Nam mình, thì tôi đã đưa ra cái mẫu là Ngự Anh đi trước, Võng Nàng theo sau. Anh chuột là vinh quy về làng, ví dụ thế thì Võng Nàng theo sau. Đấy, Võng Nàng theo sau. Có nghĩa là muốn là để tôn vinh lên những cái tình nghĩa vợ chồng, cũng như là ở đằng sau sự thành công của một người đàn ông thì bao giờ cũng có cái bóng dáng của người phụ nữ, là vì như thế. Thế thì ví dụ như là cái chữ ở đây thì cũng phải đi nhờ một cái anh là Lê Quốc Việt. Thì anh ấy phải, trong cái tranh bao giờ cũng nên là cũng có một chút ít minh văn, bởi vì bản thân cái chữ Hán Nôm của mình thì cũng là có cái hình ở trong đấy, thì nó sẽ làm cho cái bố cục của cái bức tranh nó sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Em cũng thắc mắc luôn là thường em thấy là tranh Kim Hoàng là bên cạnh tranh sẽ có đề thơ và có cả bộ chữ tà nữa. Chuột này thì chỉ có ý nghĩa là về mặt gọi là nêu cao về cái tình nghĩa vợ chồng, cũng như là để mong ước để cho những cái người treo tranh, những cái may mắn của cái màu đỏ hay là của những cái con vật ở trong tranh, ở trong cái năm Tý, để có thể là để con người có thể là thành đạt hoặc là có thể là thăng quan tiến chức chẳng hạn. Trở lại với không gian Tết phố 2020, có một điều dễ nhận ra rằng tranh dân gian Kim Hoàng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ trong nước và quốc tế. 4 năm trở lại đây, dòng tranh Kim Hoàng được bán vào dịp Tết đến xuân về, đặc biệt là trên những khu phố cổ của Hà Nội. Những đôi tranh nghê đỏ, tranh gà thần, đám cưới chuột với màu sắc sặc sỡ đã thu hút rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước. Nhìn con chuột trong bức tranh thật là dễ thương. Tôi thực sự rất háo hức với Tết ở Việt Nam và lần đầu tiên được nhìn thấy những bức tranh ngộ nghĩnh này. Để có được tranh bán Tết, những họa sĩ trẻ như Trần Quốc Đức đã phải nhuộm giấy, pha mực vẽ tranh từ nhiều tháng trước. Sự say mê của những người trẻ với tranh Kim Hoàng như một tín hiệu vui để dòng tranh dân gian này được khôi phục và trường tồn với thời gian. Tết năm nay, đôi tranh đám cưới chuột, ngựa chàng đi trước, võng nàng theo sau thể hiện tinh thần thuận vợ thuận chồng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, sẽ được những họa sĩ vẽ tranh Kim Hoàng gửi đến những người yêu tranh và yêu văn hóa truyền thống. Tôi đã xin được một chữ lộc này. Anh Sơn Tú thì xin được một bức tranh Kim Hoàng rất là đẹp, đúng không? Chúng ta rất là mùa thu trong cái Tết phố ngày hôm nay. Hôm nay quá tuyệt vời, chị thì có chữ, tôi thì có tranh. Tôi lại được mặc một bộ áo dài nam thân tuyệt vời và được tìm hiểu về những bộ áo dài dành cho nam giới của Việt Nam cách đến vài trăm năm, những câu chuyện của nó rất là thú vị. Và rõ ràng là tôi thấy Tết phố 2020 nó có rất nhiều cảm xúc ở trong một cái nơi nhộn nhịp như là thủ đô Hà Nội mà lại có những cái cảm giác như vậy. Và tôi nhớ quê chị ạ, bởi vì Tết của tôi ở quê ấy, thì sẽ là ngồi nghe hát chèo này, nghe hát xoan nơi sân đình, thực sự rất là tuyệt vời. Anh quên rằng là chúng ta đang ở giữa đình Kim Ngân, một ngôi đình rất là cổ kính, và ở đây thì có một phần lễ rất là trang nghiêm mà chúng ta phải cung kính, đó là hát thờ cửa đình. Tôi nghe các cụ bô lão chỉ rằng là ngày xưa dù có đi chơi đâu, có đi du xuân như thế nào thì cũng vẫn phải về đây, về sân làng vào dịp chiều tối để nghe các ca nương, các đào kép hát thờ cửa đình. Vâng. Và ở đây thì họ sẽ ca ngợi các vị thánh, thành hoàng làng, những người mà đã có công dựng nước, giữ nước, lập đền, lập bảng. Và hát thờ cửa đình theo tôi được biết thì sẽ được thực hiện trong một không gian rất là yên tĩnh, trang nghiêm, linh thiêng, và sẽ được tổ chức, được hát trước ban thờ các vị thần, vị thánh. Vâng. Và trong một không gian rất là yên tĩnh và linh thiêng thôi, và chắc chắn là những cái lời hát nó sẽ có phần huyền bí. Và để có thể tìm hiểu về không gian linh thiêng đó như thế nào thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong phần cuối của Tết phố 2020 hôm nay. Những nghệ nhân của ca trù đất cảng Hải Phòng đã cất lên giọng ca âm vang, tiếng đàn đáy trầm bổng khiến cho đình Kim Ngân càng trở nên linh thiêng. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng đã gắn bó với ca trù
từ những năm 2000. Cơ duyên của chị đến với ca trù chính là bởi những lạ lẫm với cỗ phách. Nếu với kép đào, đàn đáy là nhạc cụ không thể thiếu khi diễn sướng, còn với đào nương, nếu thiếu đi cỗ phách sẽ không làm cho giọng hát được trầm bổng, sâu lắng. Các cụ gõ rất là nhẹ nhàng mà nó phát ra tiếng kêu. Mình lúc đó thì mình gõ rõ mạnh mà nó cũng chẳng kêu. Thế thành ra là không biết là gãy đến hàng bao nhiêu cái lá phách. Tôi chỉ nghĩ là đấy nó là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Say mê với ca trù, chị Hằng đi học khắp nơi từ các cố nghệ nhân nổi tiếng của ca trù là cụ Nguyễn Thị Trúc, cụ Quách Thị Hồ, cụ Nguyễn Phú Đệ. Còn cụ Đệ bảo là thôi hai con cố gắng, nếu về mà thu xếp được thì đến cụ truyền cho cái hát cửa đình. Cái hát cửa đình mới là cái gốc, mới là cái quý. Ngày xưa ở chúng tôi trong cái giai đoạn thời kỳ mà chúng tôi đi làm nghề là cái hát cửa đình là người ta thịnh lắm. Mà chúng tôi ngày đấy mà một gia đình chúng tôi là nó ấm về cái hát cửa đình này đấy. Hát thờ cửa đình xưa gọi là đình môn ca hay còn gọi là đình môn khúc, một tên gọi sinh ra gắn liền với ngôi đình. Hát cửa đình có đào nương và kép hát, hát những lời hát đẹp, ca tụng những bậc anh hùng, thành hoàng làng, các vị thánh đã có công dựng nước, giữ nước cho con cháu muôn đời ấm no. Nhân Xuân Khoa, một kép đàn trẻ nặng lòng với ca trù. Anh chính là truyền nhân của cụ Trần Trọng Quế và cụ Nguyễn Phú Đệ khi được truyền dạy hát cửa đình, sau là ca trù. Với anh, khi hát cửa đình trong bài dâng hương tế lễ, anh như được lạc vào chốn linh thiêng. Kính chúc quân vương Huế mùa xuân đua nở nghìn hương, quân thần hội cắt ra vô sự, mình trong các cái canh hát cửa đình ấy thì có một cái cảm xúc rất là khác so với lại mình hát ca quán là các cái cuộc phim liên hoan đấy. Vì là hát trong đình ấy thì nó có một cái gì đó mình cảm thấy là nó rất là thoát tục, nó rất là nhang khói ấy, và cảm thấy là mình đang ở một nơi rất là thuần khiết, trang nghiêm. Vang dân áo xiêm nhiều thuần cần đai giao trì gánh đơn chỉ thiêu tâu mấy chập trần chín lần mây khắp. Khi các cụ nói đến ca trù thì hoàn toàn là trong cái ánh mắt của các cụ đều ánh lên một cái gì đó rất là hạnh phúc,
và cảm thấy là trong đó nó còn có một cái sự nuối tiếc. Và các cụ luôn luôn như muốn là có những cái người làm sao mà có tâm huyết để mà gìn giữ lại. Thế và nhất là cụ Quế đã không biết bao nhiêu lần là nắm tay tôi, con ơi con, cái nghề này nó quý lắm, các con phải cố gắng mà học, các con cố gắng giữ lấy, chứ mất đi thì tiếc lắm. Mà mỗi một lần như thế là cụ cầm tay tôi là cụ lại rưng rưng, cụ nước mắt cụ lưng tròng đấy. Thêm ra là mỗi một lần mà tôi chuẩn bị, tôi nghĩ là thôi tôi bỏ ca trù, thì lại nhìn lại nghĩ lại những cái ánh mắt của các cụ thì mình lại không thể bỏ được. Giờ đây những người nghệ nhân một đời say với ca trù đã không còn nữa, nhưng những đào nương trẻ như chị Hằng, đào kép Xuân Khoa vẫn tiếp tục giữ gìn để dạy cho con cháu. Những ngày cận Tết, để chuẩn bị cho những tiết mục diễn sướng hát thờ cửa đình, chị Hằng cùng với học viên của mình say mê tập luyện. Đây là cái dịp để mình có thể quảng bá cái hình ảnh của mình, quảng bá cái nghệ thuật dân gian này đến với công chúng. Bởi vì thực ra thì nó cũng chỉ được tái hiện lại cách đây một vài năm thôi, thì công chúng vẫn chưa biết đến nhiều. Hơn một nửa thế kỷ, hát cửa đình đã từng bị lãng quên và có nguy cơ thất truyền. Nhưng cho tới khi những nghệ nhân cao tuổi đã gặp được những truyền nhân trẻ như nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thu Hằng, nghệ nhân Xuân Khoa, thì hát cửa đình lại được vang xa mỗi khi Tết đến xuân về. Với họ, khi hát cửa đình được diễn sướng trong cõi linh thiêng trang trọng nơi đình làng, thì có nghĩa là ca trù sẽ còn được lưu lại mãi mãi với thời gian. Vâng, sáng sớm thì đi xin chữ rồi mua một đôi tranh kim hoàng về để treo trong nhà, cầu mong cho một năm mới gặp nhiều may mắn. Và đến chiều tối thì lại dừng chân ở dưới sân đình để có thể nghe hát thờ cửa đình của câu lạc bộ ca trù Hải Phòng trong không gian rất là linh thiêng. Dưới ánh mở của nhang khói, ai cũng nghiêm trang hát những lời ca tụng các vị thánh. Đó là tất cả những ấn tượng của tôi trong chuyến du xuân vừa rồi đấy chị Quỳnh Hoa. Vâng, còn đối với riêng Quỳnh Hoa thì tôi lại khác với lại Ngọc Trâm một chút. Đó là tôi thì tôi lại ấn tượng với lại cái màn trình diễn áo dài, đặc biệt là áo dài cổ của nam giới. Khi mà bước thong thả ở trên bờ hồ Hoàn Kiếm thì trang phục áo dài của người Việt chúng ta đã quay trở lại sau một cái thời gian vang bóng. Và khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh này thì tôi thực sự là cảm thấy rằng cái văn hóa của người Việt chúng ta, đặc biệt là văn hóa dân gian, đang được khôi phục lại và phát triển lại chính nhờ những cái bạn thế hệ trẻ như thế này. Vâng, và năm mới thì hy vọng rằng là những tà áo dài múa đầu nghe thay bằng đầu lân sẽ được sử dụng phổ biến hơn, và chúc cho những người yêu văn hóa sẽ càng thêm nhiệt huyết để có thể quảng bá văn hóa dân gian của người Việt ra toàn thế giới. Và một lần nữa xin được chúc quý vị sẽ có một năm mới bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.